Trước khi vào xem video thì các bạn nhớ cho mình một like và một đăng ký kênh để mình ra video nhanh hơn nhé. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi. Này, mau dừng lại đi. Đó là ruộng lương thực của nhà tôi mà. Tại sao anh lại lấy hết thức ăn của tôi? Hai đứa trẻ nhà tôi đã 3 ngày rồi chưa được ăn gì cả. Sắp chết đói hết rồi. Và tôi đang phải nuôi người vợ thứ 250 của mình. Hả? Cậu làm thế có thấy mình tàn nhẫn không? Cậu chỉ cần cho tôi 10.000 cái bánh mì. Tôi sẽ tha thứ cho cậu. Mày vừa nói cái gì hả? Thôi tôi không cần nữa. Còn dám chấn lột thức ăn của tôi, đúng là không biết tự lượng sức mình. Day 2. Không ngờ là còn gặp lại người ở đây. Tôi đã tìm hiểu về thanh kiếm của cậu, nhưng uy lực của nó thực sự không lớn như tôi nghĩ. Và đây chính là người vợ thứ 250 của tôi. Nếu như mày muốn sống, thì mau đưa hết tiền ra đây. Nếu không, thì hôm nay mày tới công chuyện rồi. Hả? Cái quái gì thế này? Là một cục xít sao? Vợ đâu? Mau tiêu diệt hắn, tôi chịu hết nổi rồi. Làm sao? Còn cái gì thì lội hết ra đây? Tại sao lại không gáy nữa? À, vợ tôi bị đăng xuất rồi. Tôi phải về nhà lo hậu sự. Gặt vào buổi tối, bọn dân làng sẽ không phát hiện. Hình như có người theo dõi tôi thì phải. Hả? Chỉ là một thằng dân làng, thôi kệ nó đi. Gặt nhanh nhanh lên kẻo trời sắp sáng rồi. Hả? Con lợn này chắc chắn đang theo dõi tôi. Hả? Hình như có cái gì chọc chọc đằng sau thì phải. Bruh. Hôm nay xuống lòng đất đảo khoáng sản, nhưng mà hình như là có người đang theo dõi. Hả? Lại là cái thằng dân làng đáng ghét đó. Tôi sẽ phải dạy cho nó một bài học. Anh đừng có mà từ chối em nữa. Em chỉ muốn là kết bạn với anh, tình đồng chí với anh thôi mà. Hả? Hả? Ôi vợ yêu, anh đến đây. Này. Hả? Anh đang ăn cái gì vậy hả? Cho tôi ăn với có được không? Không. Tôi có ăn cái gì đâu chứ. Thật sao? Vậy được rồi. May quá, không bị nó phát hiện. Này, đậu thần bò, tôi ngửi thấy rồi. Anh đang ăn cái gì vậy hả? Tôi cũng muốn được ăn nữa. Bruh. Ôi trời ơi. Cái gì mà thối thế? Làm ơn cho tôi chút gì ăn đi. Bởi vì sự hủy diệt của người chơi, cha mẹ tôi cũng không có nguồn thu nhập nữa. Nhà nghèo chỉ có thể dựa vào ăn phân để sống. Tôi thật sự là rất tội nghiệp. Điều này cũng khiến vợ tôi suýt đăng xuất vì ngón chân bị nổ. Tôi chỉ có thể cấy ghép chân thứ ba của mình cho người vợ của tôi. Cả hai chúng tôi vẫn chưa hồi phục. Cho chúng tôi chút đồ ăn đi. Đồ khốn nạn. Cuối cùng cũng tìm thấy mày rồi. Mau về nhà ăn cơm đi. Mẹ mày có gian chứng khủng long rồi đấy. Vãi trưởng đùa tôi à. Bạn sẽ 8:01. Anh ta đang sống trong một biệt thự rất lớn. Chắc chắn anh ta có rất nhiều đồ ăn ngon. Tôi muốn nếm thử đồ ăn của hắn. Vãi trưởng có bánh kìa. Phòng khách quá tuyệt vời. Tôi muốn nếm thử một cái bánh. Là bánh ngọt sao? Ở nhà tôi ăn chán rồi. Ôi thần linh ơi, tất cả đều là thứ mà tôi thích ăn. Hả? Thank you.
Đừng cử động, anh dám phớt lờ tôi sao? Còn muốn chạy, hôm nay đừng hòng ra khỏi đây. Ở đây tôi có vũ khí rồi. Đấy. Ồ xin chào, tôi chỉ là người đi ngang qua đường thôi. Ồ, xin chào anh bạn. Bạn đã hoàn thành bài tập về kỳ nghỉ hè chưa? Có bài tập nghỉ hè sao? Thật tuyệt vời, cũng may là có cậu đồng hành với tôi. Nghỉ hè được có 3 tháng. Với tôi thì nó hơi ít, nhưng kiến thức thì tôi chả còn nhớ cái gì cả. Bị ghi sổ đầu bài nhiều, thành tích học tập của tôi tụt dốc, khiến cho não của tôi cảm thấy sợ hãi. Đến bây giờ tôi mới tỉnh lại được, thế là trôi mất kỳ nghỉ hè. Còn anh, bạn của tôi, bạn sẽ không bao giờ phản bội tôi đúng không? Mau nói đi. Được rồi, chào tất cả các em. Thầy sẽ thu hết bài tập đã giao trong kỳ nghỉ. Trễ rồi, cuộc này chúng ta xong đời rồi. Hai cậu này, bài tập tôi giao về nhà đâu? Hả? Còn cái cậu kia thì sao? Vãi trưởng thiệt á chớ, không phải là mày nói là chưa làm bài tập sao? Không phải đã nói là chịu phạt cùng nhau sao? Cuối cùng là cả lớp có mình tôi là không làm bài tập, tôi sẽ khiến cho cậu phải trả cái giá thật đắt. Cậu không chỉ không làm bài tập, cậu còn dám mắng bạn học sao? Ngày mai tôi sẽ đến tận nhà cậu hỏi thăm. Đồ đáng ghét, mày đã phản bội tao. Tao là người duy nhất bị thầy giáo đánh. Hình ảnh của tao đã bị phá hủy và còn được hỏi thăm tận nhà. Bây giờ, nếu cậu chịu khiêu vũ với tôi thì tôi sẽ tha thứ cho cậu. Hả? Có vẻ như cậu muốn một chút đau khổ. Vậy thì tôi chỉ có thể sử dụng tuyệt chiêu cuối. Tới đây. Con trai, con mới về sao? Sao hôm nay con lại trở về nhà muộn thế? Không thể nào, là tên quái vật đó đã làm hại con trai tôi sao? Động vào tôi thì tôi còn có thể bỏ qua, nhưng dám động vào con trai quý của tôi, ta sẽ khiến cho ngươi phải trả một cái giá thật là đắt. Ôi, cảm giác thật là tuyệt vời, thật sảng khoái. Con trai con đã về rồi sao? Hôm nay sao con trai của mẹ lại về nhà muộn thế? À, tại con bận đi chơi với bạn, nên về hơi muộn. Con còn dạy cho bạn cách ăn 3 tô cơm nữa đấy. Hả? Cái gì vậy con trai? Con được mẹ cho đi ăn học đàng hoàng mà. Tại sao con lại làm mấy cái trò đó khi còn nhỏ thế? Sáng nay bố của con đã đi ăn cướp như mọi ngày, nhưng không ngờ là cha con lại trở thành nạn nhân bị cướp. Đó chính là của báo con có biết không? Con biết rõ là xã hội này đen tối như vậy, mà con vẫn dám làm mấy cái trò như thế sao? Mẹ thất vọng quá. Mau mở cửa ra. Nhanh lên, mau mở cửa ra cho tôi. Nếu còn không mở, ta sẽ phá cửa vào. Con trai, rốt cuộc con đã chọc phải ai vậy chứ? Con trai các người đã làm hại con trai tôi phải không? Con trai cô đúng là một con quái vật. Hắn phải trả giá cho những hành động của mình đã gây ra. Các người còn đứng đó nữa, mau tụt quần của thằng nhóc này ra cho tôi. Ta sẽ dạy cho người biết thế nào là ăn 3 tô cơm. Hả? Chuyện quái gì vậy chứ? Đây là nơi nào? Còn thằng da đen này là ai? Tại sao tôi lại xuất hiện ở đây vậy chứ? Tôi còn chưa trả thù được cho vợ của mình nữa. Đã phải xuống địa ngục rồi sao? Tôi còn rất nhiều chuyện. Tôi còn chưa được cưới vợ tôi mà. Tôi còn có một đứa con trai gọi tôi bằng chú. Vậy mà bây giờ chấm hết rồi sao? Tôi còn có một lời hứa với vợ vẫn chưa thực hiện được. Tôi muốn vợ và con trai của tôi có thể sống hạnh phúc. Trước khi đi tôi còn chưa kịp viết di chúc cho ai. Nhưng tôi nhớ ra là mình chả có gì cả. Con lợn nhà hàng xóm chuẩn bị sắp đẻ. Không có tôi thì lợn nhà họ sẽ thế nào đây? Còn tất cả các con động vật khác trong làng nữa. Thiếu tôi thì chúng sẽ sống thế nào bây giờ? Tôi vẫn còn rất nhiều điều vẫn chưa thực hiện được. Tôi muốn du lịch vòng quanh làng. Tôi muốn kết bạn với Godzilla. Còn người ngoài hành tinh tôi còn chưa nhìn thấy. Tại sao ông trời lại cướp đi mạng sống của kẻ khốn khổ như tôi? Hả?
Bruh. Vãi trường, cái quái gì thế này? Có tiếng gì vậy chứ? Là vợ và con trai tôi sao? Vui quá đi, chúng ta lại được đoàn tụ rồi. Vui cái quái gì, đang sống tự nhiên đăng xuất là sao? Gia đình chúng ta lại được đoàn tụ rồi. Hai mẹ con em, tại sao lại ở đây vậy? Bố thử đoán xem, là con đến đây bằng cách nào? Chính là cái thằng có con cá trên đầu. Tôi và con trai đang ở trong nhà ngủ rất ngon, thì bất ngờ từ ngoài cửa sổ bay vào một quả bom. Chớp mắt thêm một cái, thì là tôi đã ở dưới này rồi. Chúng ta làm gì bây giờ? Cả nhà chả còn một ai sống sót. Vậy thì ai sẽ là người rút tiền cho chúng ta chứ? Lại chuyện quái gì vậy? Đây là tình huống gì chứ? Có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ chúng ta sẽ được phép sống lại sao? Tuyệt vời, cuối cùng cũng có thể trả thù một lần nữa. Này hai mẹ con, có vẻ như chúng ta đã sống lại rồi. Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ? Bây giờ chúng ta phải bàn biện pháp đối phó trước. Mau trở về nhà trước đã, ở ngoài lại bị đăng xuất bây giờ. Được rồi, quyết định thế. Mau đi thôi. Tôi nghe nói rằng ba con vật lai tạo với nhau, sau đó là dùng thuốc để kích thích tăng trưởng, sẽ sinh ra một loại sinh vật không thể bị đánh bại. Nếu như uống nước tiểu của nó, chúng ta sẽ sở hữu được sức mạnh vô hạn. Nhưng bây giờ không có con gì cả, không thể lai tạo được. Chờ một chút, tôi có. Em thấy ba người vợ tôi chọn ngẫu nhiên này thì sao? Mấy con vợ này tôi dùng quá nhiều lần rồi, nên là cho chúng nghỉ ngơi. Hả? Vãi trường, anh dám tìm vợ khác sau lưng tôi sao? Những cái này có thể tăng tốc độ sinh sản, mau cầm lấy và chọn vợ đi. Còn đây là của con, cầm lấy và chọn một cô vợ. Cuối cùng thì tôi cũng đã có con với một loại khác. Mọi người hãy uống cạn đi. Chúng ta sẽ có sức mạnh vô hạn từ bây giờ. Được rồi, mau nâng chén chúc mừng. Điều này không đúng thì phải. Chuyện này không đúng. Về mặt lý thuyết, trẻ con nên có hiệu của mạnh mẽ hơn. Vãi trường, tại sao tôi lại biến thành như thế này? Này, cái thằng đội mũ hình con cá, người không thể tin được là chúng ta đã sống lại sao? Mặc dù chả biết tại sao có thể sống lại, nhưng chúng ta nhất định sẽ nắm chắc cơ hội này. Này, anh vừa cho chồng và hai người bạn của tôi đăng xuất. Tại sao anh lại làm như vậy chứ? Họ có thù gì với anh sao? Hay là chẳng lẽ anh ghen tị vì là họ có vợ? Không phải thế. Tôi cũng có vợ đây. Hả? Tôi còn có những hai cô vợ đẹp nhất làng. Anh thấy như vậy có tuyệt vời không chứ? Hả? Tôi đã thấy anh cho cả nhà tôi đăng xuất. Mặc dù họ chỉ là cô dì chú bác, tôi vẫn còn rất nhiều anh em họ hàng khác nữa. Này, sao mặt của anh lại đỏ lên thế? Tất cả đều ở đây. Những họ hàng của tôi đều ở dưới này. Mau dẫn đường đi. Như vậy mà đã đòi kết thúc rồi sao? Tôi muốn báo thù cho mọi người. Vậy là kết thúc rồi. Đằng sau kìa, hãy cẩn thận.
Đừng lo, đã có tôi ở đây rồi. Bạn không có làm sao chứ? Ồ, tôi không có làm sao hết. Bạn đứng ở trên này chờ tôi, một mình tôi xuống dưới là được rồi. Này, chờ tôi với. Ôi giời ơi. Nhanh lên, mau chạy thôi. Bạn tôi nó lại gặp nguy hiểm rồi. Đừng lo, tao đến cứu mày đây. Trời ơi, mau cứu tôi. Tiểu Hắc, cậu thật là quá giỏi. Tôi thật là vô dụng mà, bạn đừng có cản tôi. Đừng có dại dột như thế mà. Đừng lo, tôi sẽ cứu bạn. Mặc dù bạn là gánh nặng, nhưng thiếu bạn tôi biết cứu ai chứ. Ôi giời ơi. Xít nữa thì chết chùm rồi, mau lên bờ đi. Nhảy vào nước là bạn sống rồi. Lần sau đừng có mà báo tôi nữa nhé. Có quái vật, hãy cẩn thận. Đừng lo, đã có tôi ở đây rồi. Ôi giời ơi. Đằng sau kìa, hãy cẩn thận. Đừng lo, đã có tôi ở đây rồi. Bạn không có làm sao chứ? Ồ, tôi không có làm sao hết. Bạn đứng ở trên này chờ tôi, một mình tôi xuống dưới là được rồi. Này, chờ tôi với. Ôi giời ơi. Nhanh lên, mau chạy thôi. Bạn tôi nó lại gặp nguy hiểm rồi. Đừng lo, tao đến cứu mày đây. Trời ơi, mau cứu tôi. Tiểu Hắc, cậu thật là quá giỏi. Tôi thật là vô dụng mà, bạn đừng có cản tôi. Đừng có dại dột như thế mà. Đừng lo, tôi sẽ cứu bạn. Mặc dù bạn là gánh nặng, nhưng thiếu bạn tôi biết cứu ai chứ. Ôi giời ơi. Xít nữa thì chết chùm rồi, mau lên bờ đi. Nhảy vào nước là bạn sống rồi. Lần sau đừng có mà báo tôi nữa nhé. Có quái vật, hãy cẩn thận. Đừng lo, đã có tôi ở đây rồi. Ôi giời ơi. Nữ chính đến nhà bạn thân mà còn ẻ trong bồn tắm. Bạn thân rất tức giận, đã thuê sát thủ đâm nữ chính, nhưng được nam chính cứu kịp thời, tỉnh dậy mất trí nhớ. Bạn thân đứng ra nói mình là bạn gái của nam chính. Nam chính tin là thật. Nữ chính tức giận quay ra lấy xe đâm bạn thân. Sau khi tỉnh lại, bạn thân mất trí nhớ. Nam chính phát hiện, tức giận lấy xe đâm nữ chính. Nữ chính xong cũng mất trí nhớ, cả ba đều mất trí nhớ. Bạn thân quên trả tiền cho sát thủ, thế là sát thủ đâm cô bạn thân. Không ngờ lại khôi phục trí nhớ, nhìn thấy nữ chính vẫn an toàn mà tức giận, thế là lấy xe đâm nữ chính. Nữ chính lại khôi phục trí nhớ, nhìn thấy bạn thân và nam chính hôn nhau. Nữ chính tức giận lấy xe đâm bạn thân, nhưng lại đâm nhầm nam chính. Nam chính lại mất trí nhớ một lần nữa. Nữ chính nhanh chóng chiếm lấy nam chính, nói rằng mình mới là bạn gái thật. Nam chính tin, cô bạn thân đành phải từ bỏ. Chiếc xe do nhiều lần va chạm mà mất trí nhớ, thế là đâm vào ba người. Ba người lại mất trí nhớ. Sau khi tỉnh lại, nam chính đã yêu bạn thân. Bạn thân đến nhà nữ chính rồi lại è vào bồn tắm. Tại sao chỉ có hươu cao cổ nhưng không có hươu chân dài? Thực tế, hươu cao cổ có thể ăn được những thứ trên cao. Sau nhiều năm phát triển, để có thể ăn được lá cao hơn, cái cổ của nó đã phát triển dài hơn. Hươu chân dài cổ ngắn thì không uống được nước, nó nhanh chóng bị tuyệt chủng. Và con hươu lưỡi dài cổ ngắn quá kỳ lạ, bị một loại sinh vật đen xì xì tiêu diệt. Cuối cùng chỉ còn lại hươu chân dài cổ dài. Và cứ như vậy, hươu cao cổ tồn tại đến ngày nay. Khi bạn đánh giấm, chỉ cần nói là ai xịt nước hoa đấy, thì những người xung quanh sẽ nhanh chóng hít giấm của bạn. Nếu đầu của bạn trai bị kẹt vào bồn vệ sinh, thì hãy thật bình tĩnh, chỉ cần nhấn nút xả nước là được rồi. Thời gian sẽ làm tóc bạn bạc màu, nhưng cũng đừng lo lắng, chỉ cần bạn không có tóc, thì thời gian cũng chả là gì cả. Không ai có thể khiến bạn từ bỏ ước mơ, vậy bạn hãy tự thử từ bỏ nhé. Một người thanh niên có máu nóng, vậy xương của anh ta chắc chắn phải đầy tùy xương. Vãi trường. Quạ không thể uống nước từ giếng, phải ném một hòn đá, hai hòn, ba hòn, bốn hòn, năm, sáu, bảy, tám. Tiếp đó là súp lơ, cần tây, tỏi tây, trứng, thịt lợn và ếch bò. Thế là có con ếch bò dưới đáy giếng. Hả? Lúc này từ chân trời bay tới một con chim, một ngoạm nhấc lên cả con ếch khỏi giếng. Ếch bò nói, anh bạn nhầm rồi, nó ở bên kia kìa. Thế là hai đứa lao vào đánh nhau không thương tiếc. Một người bán giáo và khiên đi ngang qua, mấy tuổi rồi mà còn đánh nhau bằng tay không nữa. Hãy mua cây giáo sắc bén và cái khiên cứng nhất của tôi đi. Tỏi tây nói là tôi chỉ cần cây giáo, con chim nói cũng muốn cây giáo đó. Thế là hai đứa lại lao vào combat. Ngư dân đi tới cướp mất giáo và khiên, sau đó là đá anh chàng vào giếng. Bỗng nhiên trôi lên hai vị thần sông. Các bạn đang nghĩ là thần vớt đồ ở sông sao? Đúng vậy, thần sông đã hỏi ngư dân là, bạn vừa đánh rơi cái rìu vàng này hay là cái rìu bạc này? Ngư dân cứ tưởng là hai thằng điên và nói, thật sao? Và thế là hai ông thần bị vứt ra ngoài đường phố, bởi vì là họ mặc quần áo giống hệt với của nhà vua. Ở phía bên này, ngư dân bắt được con trai và cho vào nồi. Trai có một kế hoạch, hỏi ngư dân, anh có biết câu chuyện nói dối không? Hả? Chính là câu chuyện gọi sói ba lần, nhưng hai lần đầu là nói dối, lần thứ ba mới là thật. Sói đến kìa. Không tin. Sói đến. Vẫn không tin. Hả? Người đâu? Đứng lại. Người ngư dân đã ngồi thuyền đuổi theo con trai suốt 3 ngày trời. Ngư dân dùng kiếm để đánh dấu vị trí, đánh dấu trên thuyền. Của nhiên trời không phụ lòng người, ngư dân theo dấu, cuối cùng cũng tìm được hai vị thần sông không mặc quần áo. Mau trả lại quần áo cho tôi. Đây là câu chuyện cổ tích bất ổn, bạn đã đọc nó chưa? Cái này là cái gì vậy chứ? Đó chính là cây gậy phép thuật. Buồn nè. Ôi trời ơi. Người cái đồ khốn nạn, ta đang mặc bộ áo liền quần mà. Hả? Chạm vào xem có cứng không? Trở lên mềm. Khốn nạn. Sau đó cứng lại. Ồ, cảm ơn. Hả? Vãi trường,
Cái quái gì vậy? Sơ gan. Cái đồ khốn nạn. Ta sẽ sao chép vàng. Sao chép, sao chép. Có thể sao chép được gì nữa không nhỉ? Bác sĩ, gần đây có ai hiến thận cho bố tôi không? Nhóc đừng trông mong quá. Sao chép? Hả? Mau đi hiến thận cho bố đi. Ngươi cái đồ khốn nạn. Cậu chính là quản gia mới sao? Vâng thưa giám đốc. Rất tốt, mau uống thuốc này đi. Được. À mà đây là cái gì thế? Đây là thuốc tự hủy, vãi trưởng bao nút vào ngay. Để không tiết lộ bí mật công ty, nếu cậu nói dối thì viên thuốc sẽ kích hoạt tự hủy. Được rồi, nói dối thử một câu tôi xem nào. Trông sếp xấu quá. Như vậy là nói thật hay là nói dối? Rõ ràng là nó nói sự thật mà.